Hôm nay tại quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bộ tem gồm một mẫu tem và một block tem do họa sĩ Nguyễn Du, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế, thể hiện chân dung Đại tướng với nụ cười thân thiện, gần gũi. Bên cạnh đó còn thể hiện rõ khí phách của người chiến sĩ cộng sản kiên cường, vị tướng tài ba, mưu lược. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu và huân chương sao vàng, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng cho Đại tướng vào năm 1992 được xuất hiện trên nền tem. Bộ tem được thiết kế với kích cỡ 43 x 32mm và sẽ được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 25 tháng 8 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.